Khi hành thiền với bất kỳ đề mục gì cũng rải tâm sư vẫn dạy rải tâm từ với tất cả. Khi hành thiền bất cứ đề mục gì cũng rải tâm từ trước. Nhưng lớp học của một vị trưởng lão gần đây thì ngài dạy như vậy: khi chúng ta kêu rải tâm từ mà họ không biết xả thì tâm từ họ vướng trong đó. Như quý Phật tử rải tâm từ với các chúng sanh, khi quý vị Phật tử rải tâm từ các chúng sanh tới, ngạ quỷ cũng tới, Atula cũng tới, thiên ma cũng tới, chúng sanh súc vật, loài bàn sanh nó cũng tới. Trong bài kinh Từ Ái Ba La Mật nói khi Đức Phật làm Bồ Tát, các con nai ở bên ngài không sợ, nhưng ngài phải giữ cái xả thì nó mới không hút vô. Nó gần nhưng nó không sát cạnh, nó gần thôi chứ nó không chung Đề một công khối chiếu được. Thì sao để ngày ví dụ do đó ngày khi thứ quý bốn Phật tử rải tâm từ mà quý Phật tử không biết hành xả thì chúng sanh đó tới với Phật tử rồi đeo, quý Phật tử nó đeo kinh lắm, mà nếu quý Phật tử hoảng hốt thì quý vị sẽ hành gì? Tuệ cuốn chiếu. Tại vì mình không có một pháp môn thì mình cho người ta vô mà không biết giữ, họ đứng lại họ vô dữ lắm, tại mình mời. Mình rải tâm từ là 500 hút họ vô, như vậy không được. Rải tâm từ dành cho ai? Đối tượng là người có tâm sân mới rải tâm từ, còn người có ái mà rải tâm từ thì họ nguyện trong đó luôn. Làm nặng lắm, nặng ái lên nữa thì không đúng. Người thương chồng, thương con, thương vợ, thương gia đình kêu họ rải tâm từ là hy hữu lắm, nên kêu họ rải tâm từ cho từ người từ từ sân, từ người từ hận. con À, nè còn họ phải rải tâm từ với người chồng, người vợ, người con, họ rải riết cái ái trong đó. Có khác nhau lắm không sư, hay là con hiểu chưa đúng? tôi trả lời ra, tôi trả lời trước cho cho bà câu hỏi lên thì mình kéo kéo cũng giữa đó. À, tôi nghe cái từ tệ cuốn chiếu á, tôi biết câu này ai trả lời rồi mà không nói đâu, nói ra nó vì này lớn hả quá. Tôi nghe từ tệ cuốn chiếu là tôi biết ai rồi đó, tại vì tôi nghe trình pháp vị này rất là nhiều. Thì á, có thể là gì, cái lời bài giảng của cái vị đó mình nắm không hết thì mình là mình trình bày lại đó, mình đặt câu hỏi mình trình bày lại nó chặt lắm, nó chặt lắm. Nên ở đây á, ở đây là cái rải tâm từ á, là không phải là mình rải tâm từ, không phải là mình đem tâm từ mình cho người ta, nó đâu phải dục cái gì vô mặt đâu mà dính là bám vô đốt. Rải tâm từ là để mình gì, là để cho mình á, chứ không phải để cho ông A ông B. Mình phải hiểu như vậy á, giống như mình bố thí, không phải mình đem mình cho đồ ông sư bữa cơm, đồ cúng dường ông sư, không phải là để cho ông sư, cái đó là phụ, mà để cho mình, để cho mình gì, để cho mình có cái tâm xả tạp vật, xả tạp vật, chứ không phải mình bố thí là để mình được giàu, hay là mình cho ông sư nhận cái mình đem mình cho người ta cái gì, là mình đang tập cái xả tạp vật. Mình bố mình gãi tâm từ ở đây là mình đang tập cho chính bản thân mình cái lòng vị tha, cái lòng bác ái, chứ không phải là mình cho ai cái gì, không có, nó có nhận được cái gì đâu. Cái tâm mình rộng lượng là người ta mát mẻ, không, chứ không phải là. Tôi nghĩ cái bạn này nè, bạn nghe cái bài pháp đó rồi bạn lặp lại bạn, nó tam sao thất bổn đi, nó trên trời. Nên nghe từ tệ cuốn chiếu này tôi biết vị đó, vị này hay nói cái từ tệ cuốn chiếu lắm. Rồi đây tôi hỏi nó dài quá đi, mà thường thường mình giải tâm từ á, còn tôi nghe bài này hoài, tôi nghe vị này thuyết nhiều về cái chỗ này, là đối tượng thường thường giải tâm từ là mình giải tâm sân, cái này nó đúng một số một phần. Ví dụ như bây giờ mà mình sợ, mình ở chỗ của mình cái mình sợ ma quá, mình giải tâm từ do tâm sân á, tại vì mình muốn đuổi ma đi mà, tâm sân. Nhưng mà chức nhưng mà không có nghĩa là ai gãi tâm từ thì cũng là đang đang sân, đang đang rải tâm sân, mà không phải rải tâm sân đó. Tâm sân là dùng cái từ Việt Nam để cho mình dễ hiểu, tức là lúc đó cái trạng thái đó là cái tâm sân. Tại vì khi mà mình sợ ma thì mình gãi tâm từ, mình muốn không còn sợ ma thì là mình đang muốn xua đuổi ma, muốn ma đừng tới, thì đó là một cái trạng thái tâm sân, nó xua đuổi đối tượng.
Nhưng ở đây không phải ai gãi tâm từ thì đều sân. Cho nên á, mình nói hiểu lầm. Gãi tâm từ là 500 hút thì cái này nó hơi bị quý vị tưởng mình gãi tâm từ giống như là một cái gì thế lực nào đó dữ dằn nó bù với người ta. Mà thật chắc cái đó không có, mình là cụ bắp lắm, mình đừng có nghĩ mình cao siêu ông địa như Đức Phật nha. Còn đây đừng có dùng cái hình ảnh của Đức Phật đem vô để mình ảo tưởng rằng mình cũng như vậy nha. Nó không có đâu. Mình gãi tâm từ mình ngồi đau chết cha luôn, gãi tâm từ ngồi đau. Đừng có dùng hình ảnh trong Đức Phật trong một cái bài kinh rồi mình áp dụng cho mình thì cũng vậy nhé. Phật là khác, A-la-hán là khác, còn mình là khác nha. Mình là khác. Nó không phải giống như là áp dụng được vô trong bản thân mình. Ở đây mình ngồi gác từ chỉ là ngồi tập thôi. Ngồi tập luyện thôi. Chưa. Có cái bài tập là cái chiêu trong 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 dịch chân kinh, cái chiêu phất thủ ngồi quất cái tay nhói ra cái chân lên quất á, thì nên nó là tập cái này một và một một trường phái thì nó tập cái này nó sẽ kêu là khỏe mạnh gì đó, còn trường phái kêu đừng tập tập bị bê đê, tập cái này bị bê đê thì mình nghe ai mổ á. Một là mình phải đi kiếm cái người nào gần thật sự rành về cái phất thủ này để mình hỏi. Hai là mình tìm hiểu tin, hai là mình tập đại đi rồi mình sẽ cảm nhận được, nếu mà nó được thì mình hạ tập tiếp. Mà nó tầm bay tầm bạ quá, nó bị BD thì nửa chừng mình ngưng đi nó cũng không sao, mình đừng tập nữa. Còn mà mình cái dạng là mình, tôi biết quý vị là ngồi không mà đón, rồi ngồi không mà nghỉ, rồi ngồi không mà mò. Quý vị cũng chưa từng đi gãi tâm từ, quý vị cũng không có gãi, cũng không thấy là không biết có dính ma dính quỷ ma này nó có gù quến vô không, rồi mình cũng không có gãi tâm từ thực sự, rồi mình cũng chả tập luôn ngọt, mình nghe bài pháp đi mình leo lên mình hỏi rồi mình phán đoán, rồi mình nói chung á giáo lý mình nó nói chung á, vấn đề quan trọng nhất là mình học giáo lý cho đàng hoàng là tự nhiên nó sẽ được thôi. Còn câu hỏi này nó thực chất nó đi vào cái vấn đề bàn luận chơi thôi. Tại vì bọn quý vị làm ơn lên, tôi nhớ trong cái list trên tệ có rất là nhiều có giảng về tâm tự đúng không? Thì lên trển làm ơn lên trên tệ đó, kiếm cái bài gã tâm tự, nói chung giảng về tâm tự, học lại. Học lại đi. Chứ còn làm khi á giảng thề giảng về thiền người giảng kiểu vì học ai á, vì học cái gì đừng có học cái kiểu giống như là vì này dạng là tôi học thôi chứ không có gì khác. Học cái cách thôi, đừng còn những cái kiểu mà nó dạng bên ngoài quá, nó bị bỏ đi học cái à, vị này rồi tôi biết vị này dạy niệm tâm nè, thì vị chỉ học trong dòng gói gọn trong cái niệm tâm thôi, còn mấy cái vấn đề rì rì của vị này lỡ có lộn lộn sai một chút thì tôi kể, chứ còn mình để ý quá làm chi. Chung nên ai cũng có lâu lâu sai lâu lộn, nhiều khi ông lớn lớn giảng mình còn sai, tôi lớn tôi giảng cũng nhiều lúc sai bét lộn lạc đề, thì đó nhiều cái một bài pháp mà mình coi lại rồi mình trình ông A, mình ngồi mình trình bày lại rồi mình hỏi vô nó to nó ra một cái nghĩa khác luôn. Chứ theo tôi vị này không phải giảng vậy, tôi biết mà tôi có hồi trước đó tôi trong cái pháp vị này rất là nhiều mấy pháp luôn, thì chúng tôi có nghe vị này giảng rất là nhiều và vị này giảng không phải như vậy. Có thể là cái cách quý vị trình bày lại nó trong gói gọn có nhiều từ đây thì nó sẽ không lột tả được cái ý nghĩa của cái bài pháp của cái vị này, mà nó không phải kiểu cũng như gãi tâm từ là hút cái này nọ, không có. Cái sư muốn hỏi quý vị đó là quý vị đã chứng thiền tâm từ chưa? Tại vì khi mà mình chứng thiền về tâm từ, lúc bây giờ cái năng lực từ tâm của mình nó mới đủ mạnh để ảnh hưởng đến chúng sanh khác. Còn khi mà mình chỉ rải tâm từ một cách bình thường, chưa tới nơi tới chốn, mà mình đòi nó phải là một cái gì đó nó ghê gớm lắm để nó hút người này, nó hút người kia, thì đó là một cái sự ảo tưởng sức mạnh không cần thiết.
cái việc rải tâm từ vào cái lúc ban đầu buổi sơ khai đó dành cho mình chứ, để cho bản thân mình có từ tâm với tất cả chúng sanh hơn là để cho chúng sanh xung quanh cảm nhận được tâm từ của mình. Mặc dù có đôi khi là có cảm nhận được, nhưng mà nó không có nhiều đâu. Quan trọng vẫn là để cho mình có được từ tâm. Cái thứ hai, cái việc rải tâm từ được ví như một người mẹ yêu thương những đứa con của mình, mà yêu thương như nhau, mỗi đứa con như là một cái đứa duy nhất. Thì khi mà đối tượng, khi họ nhận được tâm từ đó, cái tâm trạng của họ là tâm trạng của một con bò con đi tìm mẹ. Tức là giống như một đứa con đối với mẹ của mình. Như trường hợp Đức Thế Tôn, Ngài hướng tâm từ cụ thể đến một cái anh thanh niên Bà La Môn. Và anh này đó, ảnh đi tìm Đức Thế Tôn cho bằng được. Tìm giống như là con bò con đi tìm mẹ. Thì trong trường hợp đó, nhớ dùm, tâm từ nó không giống như tâm ái. Đứa con đó, nó thương mẹ, thì có 10 đứa, 100 đứa thương mẹ, nó cũng như nhau. Nó không có cái sự ganh tị là mình cái tên này nó thương mẹ nhiều hơn, còn mình thương mẹ ít hơn, hoặc là mình thương mẹ nhiều hơn, đứa này thương mẹ ít hơn, nó đưa đến sự ganh tị thì không có. Bản chất của tâm từ là cái sự bao dung và sự hòa đồng, ai cũng thương được hết. Cái thứ hai, bản chất của tâm từ đó là gì? Sự bất hại. Tức là mình không có làm hại nhau. Cho nên không có chuyện là mình rải tâm từ. Thì lấy ví dụ như, có những loài phi nhân, do năng lực tâm từ họ thích ở gần mình, thì họ cũng chỉ giống như là con ở gần mẹ, thì không bao giờ họ hại mình. Có giúp mình thì họ giúp, chứ còn hại mình thì họ không bao giờ hại. Thì tại sao quý vị phải sợ hãi? Có bao giờ quý vị thấy bà mẹ bà sợ hãi vì đứa con nó thương mình không? Nó ở gần mình, nó muốn tốt cho mình, nó lo cho mình, mà bà mẹ bà sợ hãi tại vì con ở gần mình. Cho nên không việc gì mà mình phải sợ. Hoặc như có những vị, vị đó ở trong rừng, rồi gặp những con thú dữ như là cọp, như là voi, như là rắn. Vì này rải tâm từ đến những con thú đó, thì những con thú đó nó không còn hung dữ nữa, và nó ở gần vị này, và nó không có hại vị này. Quý vị chưa biết cảnh đâu. Có vị sư khi đi hành thiền, khi đang đi kinh hành, dẫm trúng đuôi con rắn, mà con rắn nó chỉ rút cái đuôi nó lại, nó bò chỗ khác thôi, chứ nó không có cắn vị này. Đó là năng lực của tâm từ đấy. Cho nên là mình không việc gì mình phải sợ. Cái mình hiểu lầm nó giống như là cái tâm ái, tức là họ tới gần mình là chắc là họ sẽ hại mình, thì nó không bao giờ có. Và nhớ đừng nhầm lẫn giữa tâm từ và tâm ái. Tâm ái mang tính chất chiếm hữu, và tâm ái nó có thể hại mình, nhưng tâm từ không bao giờ có. Thêm một vấn đề nữa, đó là như thế này. Các cái bước thực hành tâm từ chúng ta nên tham khảo ở trong Thanh Tịnh Đạo. Tức là gì? Cái bước đầu tiên của người mới thực hành tâm từ, có những con người mà mình nên tránh. Trong danh sách đó có ai? Người mình thương. Ví dụ như vợ, chồng, cha, mẹ, con, cái. Đó là những người mình quá thương. Cho nên tránh rải tâm từ cho họ khi mới bắt đầu thực hành thiền tâm từ. Do đâu? Do mình sẽ nhầm lẫn giữa tâm từ và tâm ái. Và sư nghĩ đây là cái mà vị này muốn nói cho quý vị. Cái thứ hai, tránh rải tâm từ cho người mình ghét. Đừng có nghĩ là cái tâm từ là nó đối trị tâm sân. Đúng là có đúng, nhưng mà trong Thanh Tịnh Đạo đề nghị mới ban đầu tránh rải tâm từ cho người mình ghét. Do đâu? Do khi đó năng lực của tâm từ của mình chưa có đủ mạnh. Thành ra đó, mình không thể hướng tâm từ được đến người mình ghét.
Và cũng tránh luôn cái chuyện rải tâm từ đối với người mình dửng dưng, tức là cái người không quen biết gì hết. Do đâu? Do không liên quan. Và mình rất khó có được tâm từ đến với người đó. Đối tượng rải tâm từ đầu tiên mà mình hướng tới gọi là thích hợp nhất đó là gì? Đối tượng mà mình kính trọng nhưng không có thương như là cha mẹ. Đó là ai? Thầy. Cái người thầy của mình là người mình kính trọng. Thành ra đó, mình rải tâm từ đến vị đó trước. Và chỉ chú tâm đến vị đó mà thôi. Rồi sau đó đó, mình mới hướng, sau khi xong cái đối tượng tâm từ đó rồi đó, mình mới hướng qua đối tượng tiếp theo. Đó là gì? Đó là người có ơn với mình. Ví dụ như đó là một người bạn thân thường hay giúp đỡ, hoặc một người có ơn với mình, mình rải tâm từ đến với họ. Rồi sau đó, đó mình mới rải tâm từ đến cái người mình không thương không ghét. Và cho tới khi nào mà ba đối tượng này, tức là cái người thầy của mình nè, người có ơn với mình nè, người không thương không ghét nè, mà mình có tâm từ với họ như nhau, không có khác biệt, sau đó mình mới thử rải tâm từ đến cái người mà mình ghét. Rồi đến cái bước cuối cùng mình mới rải tâm từ đến với cái người mình thương. Tức là cái đối tượng mình thương á, là rải cuối cùng. Bởi vì nó khó và nó rất dễ nhầm lẫn giữa tâm từ và tâm ái. Chính bởi vì như vậy, khi mình đã đi từng bước với các đối tượng như vậy đó, mình nắm được đâu là tâm từ, đâu là tâm ái, và khi đó mình không có sự nhầm lẫn. Thành ra chúng ta cần phải phân biệt và cần phải biết được trình tự thực hành tâm từ của mình. Cho nên muốn biết kỹ hơn, vui lòng tham khảo những cái video sư đã đăng hướng dẫn cách thành tiền tâm từ. Bổ sung chút xíu nãy nói thiếu cái chuyện mà trong kinh á, cái chuyện trong kinh này mình thấy giống như mình gáp vô cho mình á, mình làm ơn á, thấy trong kinh vậy mình gáp. Bây giờ thí dụ như bây giờ Đức Phật ngày rải tâm từ, ngày chế phục vô trí rí đi thì mình gặp chó dữ mình rải tâm từ, mình gãy ảo được, mình té khói luôn, nó được cắn chết luôn á. nó vì thấy cái năng lực của tâm từ nó không phải như mình nghĩ, nó đơn giản đâu. Bà hoàng hậu Samavati đó, bà tâm từ của bà mà ông vua Udena bắn cái cung mà mũi tên quay cho ngược lại ông, chứ nó không phải giỡn đâu. Nên cái tâm từ nó, cái năng lực của nó có, nhưng mà mình á, giống như mình không có súng, không có đạn bắn được, cho nên nó không phải là mình áp dụng ở đây á. Ở đây á, là mình nó không, mình không có gì hết, mình giống như là mình tu, mình đã không có gì hết, mình đang tập từ đầu số không á, chứ không phải là mình dạng mình cứ tưởng là mình nghe năng lực tâm từ trong kinh, mình nghe ai kể dữ lắm rồi mình tưởng mình có không à, mình tưởng tâm từ mình ảo, nó ảo dữ lắm nha, nó không có. Rồi nghe mũi tên quay ngược ghê quá, ai cầm đá chọi nghiệm tâm từ cũng đá quay với lại không u đầu, nó không có được, nó không phải như vậy. Súng mình không có đạn, mình đang phải kiếm đạn mình nạp vô, thì mình đang tu từ đầu, mình không có tâm từ đâu nha. Mình ngồi mình giải tâm từ 10 năm mình cũng không có miếng tâm từ nào đâu, tôi nói thiệt, nói này nản thiệt. Cho nên đừng có tưởng là mình ngồi hàng ngày, mình ngồi 1-2 tháng, 1-2 năm ngồi mình là gái tâm từ một thời gian rồi cái mình tưởng tâm từ mình một bụng giờ nha, không có. Cái hồi mà sư ở miếng, cái lúc mà sư đi về, khi mà cái xe nó dừng lại, sư bước xuống để chờ, trong khi mà chờ mọi người lên xe để tiếp tục khởi hành, nó có cái bãi đất trống, có mấy con chó nó cắn nhau đó. Thì sư, cái chuyện mà duy nhất sư có thể làm là thì thôi mình ráng mình rải tâm từ với nó, mong cho nó hết thôi, chứ cũng không có cái chuyện là mình đứng ngay giữa đó mình rải tâm từ, thì không có. Hai con trâu cùng nhau đứng tại, càng tại vì á cái mình phải biết tự lượng sức mình, cái sức tâm từ của mình tới đâu thì mình xài tới đó thôi, chứ còn mà mình gọi là ảo tưởng sức mạnh, mình nghĩ là cái tâm từ của mình nó lớn ghê lắm,
rồi mình nhào vô á là mình chết, là không có đất chôn, lúc đó người ta cười chết. Thành ra mình gọi là biết mình, biết khả năng từ tâm của mình tới đâu và mình thực hành tới đó, và đừng có lo quá do cái năng lực của mình nó chưa tới mức độ đó. Tự nhiên mình tu, mình lo, mình gãi tâm từ để sẽ bị cái này cái nọ, mà trong khi xin thưa pháp Đức Phật làm gì gây hại cho chúng sanh. Nên khi mà mình hành đó, mình cứ hành đấy, mình đừng có sợ, cho chỉ cử khi mình hành tầm bậy thì nó mới ra tầm bạ thôi, chứ mình hành đúng là nó an toàn. Nhưng pháp Đức Phật mà nó tầm bậy sao được.